Trở về tình hình đại dịch, các nhà khoa học ở Canada đang tức tốc tìm hiểu về biến thể mới Omicron. Vẫn còn tồn tại rất nhiều dấu hỏi lớn chưa có câu trả lời, dù số ca nhiễm Omicron đang được phát hiện khắp Canada. Các nhà khoa học muốn biết được tốc độ lây lan, độ nghiêm trọng khi bị nhiễm và liệu rằng biến thể này có miễn nhiễm với các loại vaccine đã tìm ra hay không. Việc nghiên cứu này có thể cần đến nhiều tuần nữa. Dù đã xuất hiện những ca nhiễm và những trường hợp nghi ngờ nhiễm chủng Omicron trong những ngày gần đây, một số không hề có mối liên hệ nào với du lịch quốc tế và đã gây ra lo ngại rằng biến thể này có thể đang bùng phát ở Canada. Tuy nhiên, khả năng phân tích và phát tán thông tin trong và ngoài nước về biến thể này đã được cải thiện đáng kể từ một năm trước, khi mà biến thể Alpha và Beta mới xuất hiện. Giám đốc điều hành của mạng lưới Gene COVID Canada là bà Catalina Lobe-Coria cho rằng, chúng ta cần thêm thời gian để có thể xác định chính xác hậu quả, tính lây nhiễm và liệu Omicron có lây lan nhanh như là Delta hay không. Ông Marc-André Langlois là nhà virus học phân tử tại Đại học Ottawa, người đứng đầu mạng lưới phản ứng nhanh các biến thể của coronavirus, cho biết các phòng thí nghiệm trên khắp đất nước đang làm việc để tiến hành các thí nghiệm trên Omicron. Vậy liệu biến thể Omicron có khả năng lây lan mạnh mẽ hơn Delta ở Canada hay không? Hiện tại thì Delta vẫn đang là biến thể phổ biến nhất ở Canada. Tuy nhiên, đã có những tiên đoán về một biến thể Omicron lây lan nhanh hơn và gây ra những bệnh lý ít nghiêm trọng hơn. Nếu điều này là chính xác thì các chuyên gia tin rằng chúng ta đang đứng trước một tình trạng dịch bệnh rất khác biệt ở Canada trong những ngày tháng tiếp theo. Cho tới khi chúng ta thu thập được nhiều thông tin hơn từ phòng thí nghiệm và số liệu thực tế trong các quần thể được tiêm chủng cao, mọi phỏng đoán về tác động của Omicron ở Canada hay trên toàn cầu nên được cân nhắc kỹ lưỡng. Ông Langlois cho rằng, biến thể này đúng ra rất đáng lo ngại và chắc chắn nó sẽ có khả năng chống lại sự trung hòa cao hơn. Nhưng liệu nó có phải là một con quái vật? Khả năng cao là không. Các loại vaccine cũng sẽ có tác dụng với biến thể này thôi. Câu hỏi ở đây là, vaccine sẽ có tác dụng đến mức nào?